Chào các bạn. Khi mình chơi dưới, mình khai thác, mình từng rũ đất để về trồng. Còn rũ đất để làm gì? Để chúng ta nhìn rõ bầu đất, cũng như chúng ta định hướng ngày sau làm cái thân như nào. Bởi vì cái bầu rễ, cái gốc rễ, cái Dây bẹ nhỏ rễ đến nó bầu rất là quan trọng. Nhìn bầu rễ như nào để chúng ta làm thân, làm sao phù hợp với ví dụ như cây dưới này. Thì hôm qua mình đưa ra hai cách làm, một là trồng cái cây đứng lên như này, thì mình gọi là huyền chi đảo địa, hoặc là trồng bằng như này. Như qua anh em trong câu lạc bộ nhiều anh em vào bảo nên để như này, thậm chí cây cây mình làm hình nền đấy, cháu mình gọi là trong nhóm bảo cây này còn tiềm năng hơn cái cây mình làm hình nền. Đối cây hình nền của mình nó đơn giản rất nhiều, chủ yếu mình tác động. Còn thằng cháu tiếp theo mà năm 18 mình mua cây phôi của nó là 200 nghìn. Và năm 20 mình bán nó 2 triệu rưỡi ấy, ở trong Đồng Nai. Thì mà cháu ấy cũng bảo là tiềm năng hơn cái phôi. Thì tóm lại cái tiềm năng cái phôi này thì hôm qua mình đã giao lưu cho bạn ở trong thành phố Hồ Chí Minh là 300 nghìn. Thì tất cả anh em trong câu lạc bộ vào đều rất tiếc muốn để lại cho họ. Tuy nhiên làm ăn mà mình đang bán là mình bán rồi. Còn anh em câu lạc bộ trong nhóm mà không xem sớm video của mình thì mình cũng chịu. Đây mình quay một lượt. Cây này ưu điểm là cái bẹ rất đẹp. Thân cũng rất tự nhiên. Thân tự nhiên như vậy và mình để đúng tự nhiên như vậy cũng được. Các bạn nhìn nhá. Sau bây giờ mình chia sẻ một số cái kết quả của trồng dưới thôi. Mình không nói về kỹ thuật trồng nữa. Kỹ thuật trồng các bạn xem lại video cũ của mình. Cứ vào tên Leo Văn Minh, kênh Leo Văn Minh, mình vào video tải lên kéo lên những video cũ. Hoặc kỹ thuật trồng dưới của mình thì rất nhiều. Nên mình không nói là kỹ thuật nữa, mình chỉ cập nhật thôi. Dáng rất là kỳ các bạn ạ. Bẹ rất đẹp, bẹ gốc ấy. Rễ rất nhiều. Chúng ta được cái dáng kỳ thì chúng ta được đỡ phải làm mất thời gian và được cái tự nhiên sau chúng ta tận dụng. Còn trong làm thì quan trọng nhất là nghệ thuật bàn tay của mình. Dáng nó đẹp thì chúng ta đỡ phải chỉnh sửa nhiều. Còn dáng không đẹp, dáng nó chưa kỳ chưa lạ thì chúng ta làm nhiều hơn. Mình ví dụ cây dưới của mình đây, cây làm hình nền đây. Thực tế cây này nó rất đơn giản, nó chẳng có gì cả. Tất cả cái này mình làm hết nhé các bạn nhé. Đây mình cắt, mình bỏ, mình vốn xuống đây nhá. Rễ này thế mình bấm rễ cho nó mọc, tạo như hình cái chân con thú. Còn trên này hoàn toàn mình tạo, mình làm đây. Cắt giật đây, cắt giật bên này đây, uốn đều cắt giật hết. Cho do mình làm mà thôi. Tuy nhiên cây này mình làm từ đầu, từ những lứa đầu tiên cho mình rất là thích. Đấy. Còn đây, kết quả của quá trình dâm phôi đây. À, mình là trước khi đi mình cũng nói lại chất trồng của mình đây. Chỉ là đất và rác. Nhưng mình làm cây này được 12 ngày, mình bấm mình sửa, mình cho vào cái này trong video mà làm đẹp cho con đây. Chỉ 12 ngày sau đã nhú lọc rồi. Đấy, các bạn nhìn chất trồng mình như nào. Đây, cây cây gì nhỉ, cây xương cá cũng mới bấm thôi 10 ngày cũng sau video làm đẹp cho con đây. Các bạn nhìn này, lá to đùng, đất vô cùng ít đấy, chứng tỏ chất trồng mình rất tốt. Đây bây giờ kết quả một cái cục dưới to đùng nhét gần khít cái chậu đẻo này. Cái chậu này ngày xưa mình làm bằng cái nồi, mình cho vào, mình lấy hai cái nồi ép vào nhau thôi. Như cái dưới các bạn nhìn này, lộc đỏ nhá, lộc hồng này mới là lộc khỏe. Mình chỉ nói kết quả thôi, mình không nói về phương pháp làm. Các bạn nhìn kỹ này, lộc hồng này là lộc khỏe nhá. Đây cây nghiến không mình làm đây, cây nghiến mà cây nghiến quái đấy. Đấy, cây này lộc không khỏe bằng. Đây trong nhóm này duy nhất là cây này lộc yếu một chút. Đây cây này bị con chó nằm lên, bởi vì khi mình dâm, mình lấy màn chăn rẻ ẩm mình đặt lên, con chó nó nằm vào chắc chặt quá hay sao. Này là cây thứ hai này, à cây thứ ba này, các bạn nhìn này, lộc cực khỏe luôn, hồng hồng. Cây thứ tư đấy, lộc hồng nhá. Cây thứ năm lộc lại yếu một chút nhưng vẫn đỏ. Cây thứ sáu lộc này mới khỏe, các bạn nhìn này, ui rồi lộc to luôn đấy. Thì qua đây chúng ta thấy chất trồng của mình như nào. Chất trồng của mình rất đơn giản, chỉ là rác thôi. Đây. Đấy, chỉ là rác.
Bên này mình dâm bằng cát thì trông nó cằn, các bạn nhìn nhá, lá nhỏ này, đấy lá nhỏ hơn, lá nhỏ hơn. Như bên này mình dâm một chất trồng luôn, thẳng chất trồng, các bạn nhìn này, lá to luôn, phôi dưới vừa mọc cái lá to đùng, đây phôi dưới vừa mọc cái lá to đùng. Ngoài ra mình mời các bạn xem cái cây dưới hôm mình khai thác cây trực thẳng cột điện đây. À đây, mình ví dụ đây là một cái ngọn đây, một cành mình trồng vẫn mọc bình thường. Quan trọng nhất là kỹ thuật dâm thôi. Chứ còn nhiều khi chúng ta đánh bầu hoặc thậm chí chuyển chậu mà chúng ta làm không cẩn thận thì nó vẫn chết là bình thường. Còn đây, cây dưới á, hôm mình làm cây cao cao đây. Cái này mình vừa mới che thêm thôi, hôm nọ mình che sơ sài quá. Đây các bạn nhìn này, đấy. Mình dâm, mình cũng che chăn, che tưới bóng, xong mình bỏ ra đúng mấy hôm chuyển nắng, nó khô héo hết, nhưng bây giờ lại mọc lại. Đấy. Chăn dâm dưới đơn giản đấy các bạn ạ, đây. Ôi, này, trong này này, mình dâm hội đồng đây để cho nó tiện nó che. Còn thật ra cái nghiến này không cần che đâu. Để cái dưới này, đấy. À, cây này để chuyển chậu thì không nói rồi. Đây. Đấy. Mầm này là mầm khỏe nhá. Đấy, rất đơn giản các bạn ạ. Đấy, mầm cực khỏe luôn. Rất là yên tâm. Đấy, rất. Hay còn đằng xa xa kia là cái cây dưới khủng của mình. Cảm ơn các bạn xem video nhá. Chúc các bạn chơi cây luôn có những kỹ thuật làm cây tốt nhất để chúng ta vừa làm sao cho giữ được cây sống tốt và làm được những cây có tính nghệ thuật, có nghệ thuật làm tạo hình tốt. Cảm ơn các bạn xem video.